Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua các cái dòng sản phẩm iPhone cũ nha các bạn nhé, thì các bạn có thể tham khảo qua tại website của Cellphonet. Đấy, Cellphonet hiện tại đang bán rất là nhiều những cái mẫu máy cũ, iPhone cũng có, iPad cũng có, thậm chí là MacBook cũng có. Tất nhiên mua hàng cũ thì nó sẽ rẻ hơn so với việc là chúng ta mua hàng mới rất là nhiều. Đấy, nhưng mà rõ ràng rồi, máy cũ này nó sẽ bị hao mòn theo thời gian. Và so với cả máy mới thì chúng ta sẽ không có cái cảm giác cái bóc siêu mở hộp ban đầu. Đấy, thì nếu anh em chấp nhận được thì anh em có thể kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ở phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video để có được mức giá tốt nhất. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, có bạn hỏi là mình đang trong tình trạng giống bạn này. Mình đang xài S23 Ultra nhưng mà đang tính đổi sang iPhone 15 Pro. Lưỡng lự mãi vấn đề này. Nhu cầu của mình là dùng điện thoại để lướt web, YouTube, Facebook, Instagram, lưu file cho công việc, không chơi game. Mọi người cho mình ý kiến. Thế thì cá nhân mình thấy là như này. Đấy là bạn đang dùng S23 Ultra, bạn đổi sang iPhone 15 Pro ấy, thì cũng được. Nhưng vấn đề là cái S23 Ultra của bạn ấy, nó đã có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn rồi. Ví dụ như lướt web, con này màn hình quá đẹp luôn. Để lướt web, YouTube, Facebook, rồi là Instagram hay là lưu file thì bộ nhớ trong nó cũng rất là thoải mái rồi. Đấy, và bạn không chơi game, và kể cả bạn có chơi game với chăng nữa, con này chơi game vẫn được mà. Đấy, và phục vụ cho công việc thì lại còn có thêm cả cái cây bút của nó cũng rất là tốt nữa. Thì mình nghĩ là nếu mà đổi sang 15 Pro thì chắc là chỉ có khi nào mà bạn muốn đổi gió sang cái kiểu là sang hẳn một hệ điều hành nó mới tinh, đấy là iOS này, rồi là sang một cái điện thoại nó có cảm giác cầm nắm tốt hơn, hay là bạn cần một cái hiệu năng tốt hơn nữa cơ. Đấy, nhưng mà bạn cũng không chơi game, bạn cũng không cần phải hiệu năng tốt hơn nhiều là 15 Pro, hay là ở bạn cần một cái camera nó nhỉnh hơn một chút nhưng mà lại zoom không xa bằng đâu nhé. Đấy, hai cái sổ này thì nó đánh đổi rất là nhiều thứ. Thế thì thôi, chúng ta cứ so sánh hai cái sổ này với nhau đi để xem là chúng ta phải được cái gì và mất cái gì. Giữa S23 Ultra và 15 Pro thì mình thấy là như sau này. Thiết kế thì nói thật là mình thích cái kiểu thiết kế của S23 Ultra hơn, nhưng đấy là với mắt mình thôi nhá. Nhưng mà cái cảm giác cầm nắm thì sẽ là iPhone 15 Pro. Về màn hình thì mình sẽ lựa chọn S23 Ultra, màn hình lớn hơn, rồi độ chi tiết các thứ nó cũng sẽ cao hơn đấy, giải trí các thứ nó sướng hơn, đỡ bị cái phần Dynamic Island chiếm dụng diện tích nhiều, cái một cái nốt ruồi bé tí thôi. Về phần hiệu năng thì iPhone 15 Pro sẽ ngon hơn, nhưng bộ nhớ trong tối thiểu thì S23 Ultra sẽ nhỉnh hơn. Về phần camera thì mình đánh giá về tổng thể chung nhá, thì mình thích cái kiểu camera của iPhone 15 Pro hơn, mình cũng không cần phải zoom quá xa như là S23 Ultra. Về pin thì S23 Ultra sẽ nhỉnh hơn. S23 Ultra chỉ thua pin 15 Pro Max thôi, chứ còn so với 15 Pro thì nó hơn đấy. Còn mình thì mình nghĩ là cái vấn đề lớn nhất khiến cho nếu mà đây mà là mình đi thì mình sẽ không đổi là vì giá bán các bạn ạ. Tại sao lại như thế? S23 Ultra bây giờ nếu mà bạn bán hàng cũ nhá thì may ra thôi bạn bán được cỡ tầm khoảng 16-17 triệu, đấy là may mắn thì bán được. Bởi vì là bây giờ các cửa hàng thì người ta cũng niêm yết giá S23 Ultra hàng cũ cỡ tầm đó. Đấy, nhưng mà đấy là cửa hàng bán, họ còn có địa chỉ rõ ràng, họ còn có bảo hành. Còn chúng ta bán lại cho người dùng là mua đứt bán đoạn thì chúng ta phải để giá rẻ hơn ở cửa hàng bán rất nhiều thì may ra mới có thể thoát hàng được. Vậy nên cái số tiền mà bạn bù vào để mua 15 Pro nó sẽ rất lớn. Bây giờ cái số lượng 15 Pro hàng cũ ở ngoài thị trường nó không nhiều, và kể cả có đi chăng nữa thì cái giá của 15 Pro hàng cũ nó cũng không hề rẻ. Nên vấn đề đây là gì? Đấy là cái số tiền chúng ta bù vào nó quá lớn. Chỉ trừ khi các bạn mua iPhone 15 Pro hàng lóc thôi. Mà hàng lóc thì bạn biết rồi đấy, thời điểm hiện tại nếu mà can thiệp bằng phần mềm là chưa thể nghe gọi được, mà bắt buộc phải can thiệp vào phần cứng. Đấy, thì bị mình thấy là có mỗi cái lăn tăn như thế thôi. Thì theo mình thời điểm hiện tại là mình sẽ không đổi sang iPhone 15 Pro. Hãy chú ý rằng nhé, đừng bao giờ nghe người khác nói xong rồi lúc nào chúng ta cũng thòm thèm một cái điện thoại, mà hãy lắng nghe chính bản thân của chúng ta xem là cái nhu cầu của chúng ta nó là như thế nào. Đấy, chứ thực ra là bạn giống cả mình nữa cơ. Mình bây giờ chẳng qua là mình có quá nhiều điện thoại để mình trải nghiệm thì mình mới đưa ra cho bạn một cái lời khuyên như vậy. Chứ nếu mà mình mà là bạn thì cái khi mình cũng thế. Ngày xưa mình mà thích một cái điện thoại nào mình phải mua bằng được nó thì thôi. Trong cái đó thì rõ ràng là điện thoại mình đang dùng bây giờ nó đang rất là tốt, nó chẳng lỗi lầm gì cả. Nó dùng vẫn đang rất ngon, thế mà vẫn cứ phải bán nó đi để mua đúng cái điện thoại mà mình thích cơ, chỉ vì là cái điện thoại đó là người ta tôn sùng. Ngày xưa mình cũng có một cái tư tưởng như vậy đấy nhá, chứ không phải là mỗi bạn đâu. Đấy, nhưng mà mình khuyên là chỉ cần chúng ta tiết chế lại một chút, chúng ta biết lắng nghe bản thân mình là mình muốn cái gì, nó có thực sự cần thiết đối với cả nhu cầu của bạn hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định một cách dễ dàng hơn. Đấy. Nói thật với cả các bạn chứ, ngày xưa thì khi mà mình mua sắm cái thứ mình cũng hoang phí lắm. Nhưng mà thời điểm gần đây khi mà kinh tế nó khó khăn hơn thì mua bất kỳ một cái gì hay làm bất kỳ một cái gì thì mình sẽ phải hỏi bản thân xem là mình có thực sự cần đến nó hay không.
Đấy. Chứ không phải là tiết kiệm theo kiểu cực đoan đâu nhé, các bạn chú ý nhé. Mà mình phải nghĩ ra là mình có cần nó hay không. Nếu cần thì kể cả có nhiều tiền mình vẫn mua. Đấy. Nhưng mà nếu mà không cần thì kể cả ít tiền mình cũng không mua. Đấy, đấy là cái lời khuyên dành cho anh em. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh ơi, hiện tại em đang xài iPhone 12 Pro cộng với Apple Watch SE 2022 khoảng 9 tháng. Em có nên bán Apple Watch và bù thêm một khoản tiền để mà lên điện thoại khác hay không? Vì Apple Watch hầu như không có ích với em, còn iPhone 12 Pro thì hẻo quá, pin hẻo quá. Em không chơi game, cần điện thoại quay, chụp tốt, màn hình to và pin trâu hơn con iPhone 12 Pro là được. Em không thích Android. Rồi, ok. Cá nhân mình thấy là ngày đầu tiên ý, là chúng ta không cần cái gì là chúng ta bán cái đó đi. Đấy là mình nghĩ là suy nghĩ cực kỳ hợp lý và tích cực. Chứ bây giờ mà không dùng nó mà cứ để nó lại là rất là dở. Đấy, cũng giống như mình ý, ngày xưa cũng thế. Lúc đó cũng nghĩ là ủa, mình thích cái máy ảnh cơ lắm, thấy chụp ảnh ăn đứt so với là điện thoại. Đúng, đồng ý. Nhưng cuối cùng mua máy ảnh cơ về đi du lịch chả bao giờ cầm đi để chụp, bởi vì nó bất tiện, nó không tiện cầm cái điện thoại laser phát chụp ngay, mà điện thoại chụp ở ví dụ như nó chỉ cần được 6 điểm so với là máy ảnh thôi thì cũng ở mức độ tặc lưỡi chấp nhận được, up lên được, chứ cũng đâu có phải là nghệ thuật được cái gì đâu mà phải cần dùng đến, đúng nào. Đấy, thế cũng chả dùng đến, xong mình lại phải bán nó đi, rất là lãng phí luôn. Thì kể cả bạn cũng thế, bạn không dùng đồng hồ cũng thế, thì bạn có thể bán nó đi, đúng nào. Ngày trước mình sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua một cái đồng hồ cơ, xong cuối cùng mình thấy là bây giờ mình làm về công nghệ rồi, suốt ngày phải đeo đồng hồ smartwatch để mà trải nghiệm, để mà làm review được chứ, thế thì mình cũng dùng nó đến đâu, vứt nó ở trong xó đấy, cái cả tháng không dùng đến nó rất là lãng phí, cuối cùng cũng bán nó đi. Thì mình nghĩ là kể cả Apple Watch thế, bạn cảm thấy không phù hợp phát là bán càng sớm càng giữ giá, chứ bán mà muộn một tí thôi thì cái gì bán nó khó người mua. Đấy, rồi còn bù lên một cái chiếc iPhone nào để mà pin nó tốt hơn ý, thì bạn chú ý như này nhé. iPhone 12 Pro Max pin không tốt, nên là từ 12 Pro đừng lên 12 Pro Max. Tiếp tục nữa nào, bạn lên 14 Pro Max hay 15 Pro Max thì cái số tiền bạn bù vào nó lại quá nhiều, bỏ qua. Đấy. Nếu mà bạn lên iPhone 13 Pro Max thì mình nghĩ là rất là hợp lý. Tuy nhiên bạn cần phải chú ý một vấn đề, đấy là nó sẽ có xác suất xảy ra lỗi màn hình. Nếu bạn sợ thì bỏ qua con 13 Pro Max. Nhưng nếu mà là mình vẫn mua 13 Pro Max nhé. Đấy là mình nói luôn. Nếu mà bạn sợ thì bạn có thể cân nhắc mua con iPhone 14 Plus là hợp lý. Đấy, bởi vì giá nó xem với 12 Pro Max thôi. Thì con này quay chụp được, bạn chấp nhận hy sinh so với 12 Pro ở cái chỗ là nó không camera tele, nhưng mà cái zoom số 2x của nó cũng ở mức độ đủ tốt rồi. Đấy, quay chụp tốt, màn hình to, nó không có 120Hz đâu, nhưng mà con 12 Pro thì bạn dùng cũng làm gì có 120Hz đâu, nên mình nghĩ là bạn lên thì bạn sẽ cảm thấy màn hình lớn hơn, tôi cũng không cảm thấy cái sự khác biệt là mượt mà hơn đấy đâu. Cái quan trọng là cái màn hình to, cái pin nó đã được cải thiện hơn rất là nhiều rồi, nên mình nghĩ là mua 14 Plus là hợp lý nếu như không sợ lỗi màn hình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: em có khoảng 16 đến 17 triệu mà muốn mua một con flagship Xiaomi thì có nên chờ tầm năm sau ra mắt Mi Mix 5 hay không, hay là lấy con Xiaomi 13 Ultra hay là Xiaomi 14 Pro? Nhu cầu chủ yếu của em là chụp slide bài học nên là cần camera zoom tốt, ảnh ổn và có camera macro để phục vụ cho việc chụp ảnh gần. Ngoài ra nữa thì cần pin trâu một xíu đủ dùng trong một ngày là được. Em không chơi game, chủ yếu là lướt web thôi. Em có nghĩ đến S23 Plus nhưng mà vẫn thích MIUI hơn One UI. Hiện tại em đang xài con Tab S9. Ngoài các cái dòng máy trên thì có thể recommend dùng loại nào ok nữa? Thế thì cá nhân mình thấy như sau này. Đấy là nếu mà bây giờ mà mua Xiaomi thì mình nghĩ là nếu có thể mua được Xiaomi 14 Pro thì chúng ta nghĩ hẳn đến Xiaomi 14 Pro đi, bởi vì nó là cái dòng mới hơn. Còn có nên chờ năm sau để mua Mi Mix 5 hay không thì câu trả lời là không nha các bạn nhé. Chúng ta không nên chờ đợi những cái gì mà chúng ta không biết về nó như thế nào. Tiếp tục nữa nào, giữa Xiaomi 14 Pro với cả S23 cộng thì rõ ràng là Xiaomi 14 Pro nó sẽ hơn hẳn S23 cộng rồi, đấy là chắc chắn. Và vấn đề nữa là bạn thích MIUI hơn One UI thì mua Xiaomi 14 Pro là hợp lý. Tuy nhiên nhé, cá nhân mình ý, thì mình nghĩ là như này, nếu mà bạn không quá yêu cầu về vấn đề hiệu năng ý, thì trong tầm giá 16 đến 17 triệu, thay vì việc bạn mua một cái S23 cộng mới tinh thì bạn có thể cân nhắc mua một cái S23 Ultra hàng cũ. Đấy, cái chiếc điện thoại này thì nếu mà so với Xiaomi 14 Pro thì nói thật là mình đánh giá là S23 Ultra là hơn đấy, hơn về camera, rồi là hơn về cái thiết kế mức độ hoàn thiện đấy. Có chăng là cái Xiaomi 14 Pro nó hơn về hiệu năng, nó hơn về cái sạc siêu siêu nhanh rồi nó là một cái sản phẩm hàng mới, nhưng mà thực sự về mặt trải nghiệm mình vẫn đánh giá là S23 Ultra là một chiếc điện thoại có một cái trải nghiệm cực kỳ tốt. Không hiểu tại sao bạn thích MIUI hơn One UI, nhưng nó thật là mình thấy One UI ổn hơn về cái sự ổn định của nó. One UI ổn định hơn. Và thêm một cái điểm nữa, đấy là cái MIUI quốc tế thì nó không bị chậm thông báo đâu, nhưng mà nếu mà bạn mua sách tay thì
nó sẽ bị chậm thông báo, bạn sẽ chú ý điều này nhé. Chúng ta sẽ phải cài những cái bản ROM quốc tế lên, nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Đấy, nhưng đại loại là nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên mua S23 Ultra hơn là Xiaomi 14 Pro. Và với một cái số tiền chúng ta bỏ ra nó cũng khá là lớn như thế thì mình thường thôi nhé, thường là ưu tiên Samsung hoặc Apple. Còn với cái tầm giá 16 đến 17 triệu ấy, nếu mà mua iPhone thì cũng chỉ mua được cỡ tầm iPhone 13 hoặc là iPhone 14 hàng mới tinh. Đấy, tầm tầm đó. Còn nếu mà mua hàng cũ thì cũng được iPhone 13 Pro Max. Đấy, nhưng mà mình nghĩ lấy mà so với S23 Ultra thì S23 Ultra mình đánh giá nó cao hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là giữa iPhone 12 Pro Max với cả 14 thường thì nên lựa chọn chiếc máy nào? Nhu cầu của em là camera chụp hình, chụp đêm tốt, em chỉ chơi game nhẹ, giải trí thôi. Cảm ơn anh. Thế thì với mình thì mình thấy như là như sau này. Chụp hình với camera chính đẹp hơn thì sẽ là iPhone 14 ấy nhá. Thu sáng thứ tốt hơn đấy. Nhưng mà 12 Pro Max ấy thì nó sẽ có camera tele, cái điều mà 14 không có. Nên là có thể coi như là bằng hòa. Chụp đêm tốt hơn sẽ là iPhone 14 nếu như bạn chỉ dùng camera chính. Còn chơi game ít thì cái điều này không có quan trọng, nhưng nếu mà chơi game thì iPhone 14 sẽ có hiệu năng tốt hơn iPhone 12 Pro Max. Còn iPhone 12 Pro Max sẽ có những điểm gì ạ? Nó sẽ có khung viền thép, sẽ có cái màn hình lớn hơn. Đấy. Thì nếu mà là mình trong cái trường hợp này mà để phù hợp với cả cái nhu cầu của bạn ấy, thì mình nghĩ là 12 Pro Max nó sẽ đáp ứng được đồng đều hơn nhé, đồng đều các cái nhu cầu của bạn hơn. Đấy, camera chụp hình thì có thể nó kém hơn một chút về chụp đêm cái thứ so với 14, nhưng mà nó có camera tele nên sẽ đa dụng hơn. Hay như là chơi game nhẹ giải trí thì cũng không cần quá hiệu năng nó mạnh như là 14. 12 Pro Max hiệu năng đủ tốt để mà chơi game nhẹ rồi, nên mình sẽ ưu tiên mua 12 Pro Max trong trường hợp này hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là anh có thể so sánh Redmi Note 13 Pro với cả GT Neo 5 SE giúp em xem là loại máy nào nên mua. Em chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà giữa hai sản phẩm này với nhau thì mình thấy là như sau này. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn GT Neo 5 SE bởi vì nó có cái sạc 100W các thứ ở bên trong, nhanh hơn nhiều so với sạc 67W của Redmi Note 13 Pro. Về phần thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt mình thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 13 Pro bởi vì là cái viền màn hình mặt trước của nó rất mà là mỏng luôn. Đấy, còn mặt lưng thì mình sẽ lựa chọn GT Neo 5 SE. Và còn về cảm giác cầm nắm thì cái độ mỏng nhẹ hơn thì sẽ là Redmi Note 13 Pro nhé. Redmi Note 13 Pro mỏng nhẹ hơn nhiều so với cả GT Neo 5 SE. Về phần màn hình thì mình sẽ lựa chọn GT Neo 5 SE. Hai sản này thì đều có màn hình cỡ tầm khoảng 1240x1220p thì cũng xem với nhau thôi. Nhưng mà tần số quét thì GT Neo 5 SE sẽ có tần số quét nó cao hơn. Đấy. Về hiệu năng thì rõ ràng là GT Neo 5 SE sẽ có hiệu năng tốt hơn nhiều so với cả Redmi Note 13 Pro rồi. Và về bộ nhớ trong tối thiểu thì nó cũng gấp đôi so với Redmi Note 13 Pro. Camera thì hai sản này khá là tương đồng với nhau thôi. Bởi vì là năm nay camera của Redmi Note 13 Pro cũng cải tiến hơn rất là tốt. Đấy. Còn về pin thì GT Neo 5 SE sẽ hơn nhé, pin với sạc nó sẽ hơn. Về loa ngoài là loa kép thì cả hai sản đều có. Nhưng mà về jack cắm tai nghe thì Redmi Note 13 Pro nó sẽ có. Nhưng mà nếu mà để lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản này thì mình nghiêng nhiều hơn về GT Neo 5 SE nhé các bạn nhé. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.